Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 4,5m, độ dài 16m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà rất là rộng, thiết kế theo mẫu nhà phố hiện đại năm 2022, lửng ngược nha quý vị. Căn nhà thì thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thiết kế có khu vực gara xe hơi, phòng bếp, phòng khách, 4 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm master, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Với hướng nhà là hướng chính đông, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Đây là mẫu nhà phố hiện đại đẹp, sang trọng và thiết kế vô cùng cao cấp của năm 2022 nha quý vị. Và căn nhà mình thì nằm trong một khu phân lô đồng bộ toàn nhà lầu. Đường trước nhà tới 6m, đường nhựa một sẹt thẳng từ đường lớn vào. Xe hơi xe tải tránh nhau và quý vị thấy con đường này rất là an ninh và ổn định, hẻm cụt nha quý vị. Hẻm sạch sẽ, an ninh, hẻm mới đổ nhựa. Quý vị mua ở, mua làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa đều tốt. Và với vị trí đẹp, đắc địa và nhà mình cách hẻm cụt tới 3 căn thì quý vị nào đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những căn nhà ngang 4,5m cho nó rộng rãi, thoải mái và di chuyển xe hơi vào nhà nó dễ dàng thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan căn nhà này. Căn nhà chúng ta thì sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, một lớp cửa nhôm bên trong. Và bên trong căn nhà thì quý vị sẽ có khu vực đậu xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Khu vực đậu xe hơi này thì gia chủ có đổ bê tông ốp gạch 60m2 và hai bên tường ốp gạch 60m2 lên cao tới trần. Phía trên thì có trần la phông và có đèn chiếu sáng rất là lung linh. Nhà thiết kế theo mẫu lửng ngược năm 2022 nên không gian sẽ vô cùng thoáng và sáng nha quý vị. Đây là mẫu nhà rất là đẹp, xây mới và với diện tích ngang 4,5m, độ dài lên tới 16m và giá bán gia chủ đang chào bán chỉ hơn 9 tỷ một tí xíu thôi. Vị trí nằm ngay trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên chợ và nhà thờ Lạch Đà, kề bên là công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Vị trí đi lại rất là thuận tiện cho quý vị chúng ta mua ở, mua cho thuê. Khu vực đậu xe hơi thì quý vị đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và đậu thêm được nhiều xe máy nữa. Nhà mình ngang tới 4,5m nên không gian sẽ rất là rộng. Phía dưới tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình không gian khu vực đậu xe hơi và phòng bếp, khu vực phòng ăn. Thì quý vị sẽ có khu vực phòng ăn thì có bàn ăn 6 ghế này, có tủ kệ tivi để quý vị có thể để tivi ngay khu vực không gian phòng ăn. Và di chuyển tiếp về phía sau thì quý vị thấy có khu vực tủ lạnh để ngay dưới cầu thang với tủ lạnh Toshiba hai cánh tặng kèm. Và khu vực bếp thì khu bếp ở đây gia chủ có thiết kế cho mình tủ bếp trên dưới với bếp âm, máy hút mùi, khu vực quầy bar, bàn đảo và khu vực bồn rửa chén bát. Tất cả hệ thống khu vực bếp thì gia chủ sử dụng tủ gỗ An Cường rất là đẹp nha quý vị. Phía dưới sàn thì vẫn ốp gạch 60m2 và dưới cầu thang thì quý vị thấy có tủ kệ để đồ. Cuối nhà thì quý vị sẽ có giếng trời rộng phía sau và khu vực vệ sinh ở cuối nhà. Khu vực giếng trời rộng phía sau thì gia chủ có làm khu vực rửa mặt với lavabo và vòi rửa cũng như là sân sau. Và quý vị sẽ có một cái không gian phòng vệ sinh ở đây để sử dụng ngay dưới tầng trệt của căn nhà. Với giá bán gia chủ đang chào bán rất là mềm mại và nhẹ nhàng, chỉ có 9 tỷ 250 triệu đồng thôi, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến căn nhà ngang 4,5m, độ dài 16m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu này thì hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Chúng ta đang đứng không gian phía sau khu vực lửng ngược, Hùng quay ra bên ngoài cho mọi người xem. Thì bên ngoài thì quý vị thấy không gian bếp này với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có bàn đảo, có bếp âm, có máy hút mùi và có đèn trần cũng như đèn thả bên trên nha quý vị. Khu vực lửng ngược này thì phía cuối nhà thì gia chủ sẽ thiết kế cho mình cầu thang ở cuối nhà đi lên với đèn led và với tay vịn gỗ sồi, lan can kính cường lực và mặt đá hoa cương trắng đen có soi chỉ luôn nha quý vị. Hai bên tường khu vực cầu thang thì gia chủ làm rất là chắc chắn, có ốp gạch lên cao khoảng tầm 3m, một loại gạch rất là sáng và bóng nha quý vị. Đây là không gian lửng ngược phía đằng sau Hùng quay lên. Và theo cầu thang mình sẽ dẫn mọi người lên tham quan không gian bếp trên tầng lửng nha. Ở cầu thang này thì gia chủ có đi đèn led nên là chúng ta thấy rất là thoáng và sáng. Khu vực bếp trên tầng lửng thì gia chủ sử dụng gạch 80 vuông màu sáng. Với trên tầng lửng sẽ là không gian phòng khách nha quý vị. Gia chủ sử dụng gạch 80 vuông màu sáng và hai bên tường thì có ốp gạch lên cao phun trần. Ở đây thì quý vị sẽ thấy có khu vực rửa mặt bên ngoài và vệ sinh dưới cầu thang. Cái phòng khách của căn nhà mình thì sẽ có luôn phòng vệ sinh. Và phòng khách ở đây rất là đẹp với màn hình TV 65 inch, tủ kệ TV, tủ rượu và sofa cũng như là
Những bức tường được gia chủ làm rất là chắc chắn, được ốp gạch lên cao phun trần. Phía trên thì có trần la phông và đèn led. Khu vực không gian phòng khách trên tầng lửng này thì quý vị sẽ có cửa lùa bốn cánh ra khu vực ban công, và một không gian phòng khách quá đẹp và sạch sẽ cũng như là thực cực kỳ sáng, được gia chủ quay và gửi làm rất là tỉ mỉ và đẹp. Ngay không gian phòng khách thì quý vị sẽ có một cái ban công rộng lên tới 2m, được trồng cây xanh bên ngoài và có lan can, cũng như là có bộ bàn ghế sắt được gia chủ để đây để tặng cho gia đình mình. Và không gian phòng khách của nhà mình thì thiết kế trên tầng lửng như thế này thì sẽ rất là thoáng. Và căn nhà mình khi mua thì gia chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất khi mua, với hướng nhà là hướng chính đông. Và quý vị đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến căn nhà với giá bán chỉ hơn 9 tỷ một tí xíu này thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và tiếp tục theo cầu thang thì Hùng sẽ dẫn mọi người lên tham quan không gian của các phòng ngủ. Nhà mình thì có 3 phòng ngủ chính, trong đó thì quý vị sẽ có một phòng tắm sông hơi kết hợp với thay đồ và tắm nằm. 3 phòng ngủ thì gia chủ sẽ tặng kèm đầy đủ nội thất bên trong, với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, phía trước là hệ thống cửa lùa, ban công 1m2, và ngoài ban công thì gia chủ có trồng cây xanh, có màn rèm cửa 2 lớp. Đây là một khu đồng bộ rất là đẹp, có trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một khu đồng bộ an ninh nha quý vị. Và khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng hết đầy đủ nội thất rất là hiện đại này. Chúng ta thấy này, không gian phòng ngủ này bao gồm giường ngủ 2m, tủ kệ TV, khu vực bàn đọc sách, bàn trang điểm, máy lạnh, cửa ra phòng ngủ, và mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì thiết kế với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi và đèn led. Phòng vệ sinh thì được gia chủ ốp gạch mới, phun trần. Và qua bên đây chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ phòng số 2. Thì cái phòng số 2 phía sau là phòng sông hơi kết hợp với phòng thay đồ nha quý vị. Phòng sông hơi này thì gia chủ có thiết kế cho mình bồn tắm nằm cỡ lớn, có massage nước kết hợp với ghế ngồi thư giãn, và cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau kết hợp với khu vực sông hơi khô và tắm đứng nha quý vị, tạo nên một không gian cái phòng phía sau rất là tuyệt vời. Khu vực này thì quý vị kết hợp giữa không gian phòng tắm, phòng thay đồ và phòng thư giãn. Quý vị cũng có thể để máy tập thể dục ở đây để có thể tập thể dục ở phòng này cũng được nhé. Phòng này thì gia chủ ốp gạch lên phun trần và thiết kế rất là đẹp, thiếu mũi máy lạnh thôi. Và tiếp tục di chuyển lên bên trên, quý vị sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian của hai phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ số 2 và số 3 của căn nhà ngang 4m rưỡi, độ dài lên tới 16m, đang tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta đang đến với không gian của phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ TV, máy lạnh và vệ sinh trong, cũng như là tủ kệ để đồ và tủ kệ trang trí, tủ kệ TV. Phía dưới sàn thì được ốp gạch 15-80 nha quý vị. Và ngoài đây là ban công này, ban công thì có cửa lùa và có cây xanh bên ngoài. Quý vị đang cùng với Hùng tham quan một căn nhà với diện tích rất là đẹp, ngang 4m rưỡi, độ dài lên tới 16m, xây mới, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, thiết kế với kiến trúc hiện đại năm 2022, lửng ngược, không gian rất là thoáng và sáng. Nhà có 3 phòng ngủ và đầy đủ nội thất kèm theo, với giá bán vô cùng mềm mại cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán anh chị chủ nhà đang chào bán là 9 tỷ 250 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm căn nhà này thì có thể gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Em sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Rất nhiều những sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Đây là không gian của phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng thì phòng ngủ số 3 phía sau thì quý vị sẽ có cửa sổ ra khu vực sân phía sau, có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, có tủ áo đóng nụ trần, có tủ kệ TV, và mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Như vậy là quý vị vừa tham quan xong 3 phòng ngủ căn nhà và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng lên tham quan không gian sân thượng nhé. Khu vực sân thượng thì quý vị sẽ có sân thượng trước và sau, bao gồm cả phòng thờ và phòng giặt nhé. Chúng ta đang di chuyển lên bên trên. Trên khu vực đây thì gia chủ có thiết kế cho mình không gian phòng thờ này. Ở đây chúng ta có phòng thờ nhỏ thôi. Và phía sau sẽ là khu vực không gian phòng giặt đồ, được gia chủ ốp gạch lên cao kín tường.
và có để chỗ để chúng ta để máy giặt, cũng như phía trên thì có lợp mái để chúng ta phơi đồ khỏi ướt nhá. Hai bên thì có rào chắn xung quanh. Ở đây thì gia chủ còn làm cho mình cầu thang leo lên trên mái trên, thì quý vị có bồn nước và máy năng lượng mặt trời. Và đây là khu vực phòng thờ. Và ngoài cùng, chúng ta sẽ cùng Huy Hùng đến với khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Đây là một căn nhà hướng chính đông và chỉ nằm cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy thôi, và cách trung tâm thành phố khoảng tầm 25 phút. Khu nhà lầu đồng bộ, diện tích ngang 4,5m, độ dài 16m, thiết kế rất là đẹp, không gian thoáng sáng, nội thất cao cấp, và đây là mẫu nhà phố hiện đại. Khu nhà lầu đồng bộ an ninh, hẻm xe hơi tới 6m, xe hơi xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Quý vị đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng của đại gia đình mình, hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Bên em sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt và hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.